Hôm nay là giỗ cụ Đinh Thị No. Cụ Đinh Thị No là mẹ của cụ Nguyễn Văn Riện. Hôm nay thì rất là vui có các bác ở bên Hải Phòng, bác Trung, bác Trinh, bác Tường. Rồi rất là vui là có các chị là con của bà Nghĩa, cụ thể là bà Nhiệm, ông Quang, có chị Lành, chị Phương, chị Loan, chị Nhung, chị Nữ, rồi toàn thể các thành viên trong gia đình. Cũng phải kết luận rằng từ xưa tới nay có một ngày giỗ, hôm nay lại là ngày trang trọng nhất. Để có các cháu đại diện của các phía ba bốn phía. Tôi đã có thống kê lại tất cả những cái con của cụ, cháu của cụ đấy, cháu nội ngoại của cụ ngoài trong Nam ngoài Bắc. Thế rồi cả bên Mỹ, bên nước ngoài cũng có. Tất nhiên từ cái ngày đến giờ thì cũng đã mất đi một số rồi. Còn mấy người thì bây giờ cũng già nua tuổi tác. Cho nên cái thế hệ sau này thì rồi thì anh em tất cả mọi người sẽ có sự duy trì như thế nào cho nó tốt. Có những buổi gặp ngày hôm nay là phải nói là từ thế hệ các cụ ngày xưa để lại. Mà các ông cũng duy trì được. Và cũng mong muốn được là nay mai đến thế hệ sau ấy là chỗ Việt với cả chỗ anh em cùng trang lứa là sẽ duy trì được những cái truyền thống các cụ để lại. Rồi không, thực ra là cũng không biết nói gì cả, chỉ hy vọng là một năm có 4 cái giỗ thì tất cả lúc nào cũng đủ như thế này. Rồi, ok. Bà cảm động, bà hút. Không thể nào mà tưởng tượng được một ngày hôm nay mà chưa từng có một cái gia đình nào mà lại từ Nam ra Bắc mà để chỉ cần dỗ ông bà bố mẹ thế nào. Và phấn khởi lắm, mà cảm ơn tất cả các anh, các chị, các cháu ở trong miền Nam mà đã ra đến ngoài này.